Chào mừng quý khách đến với chương trình Quang Lâm TV. Cảm ơn quý khách đã theo dõi video phần thứ nhất. Oakville, thành phố không chỉ dành cho giới thượng lưu. Quang Lâm tiếp tục phần còn lại. Về phương tiện giao thông công cộng, Oakville Transit và Go có dịch vụ xe bus và xe lửa giúp di chuyển tiện nghi giữa các thành phố Windsor và Quebec. Các đại lộ chính tại đây gồm có QEW, Highway 403 và Highway 407. Kinh tế của Oakville chú trọng vào các ngành sản xuất cao cấp, khoa học đời sống, dược liệu, các dịch vụ tài chính và chăm sóc người cao tuổi. Có nhiều công ty lớn tại thành phố này. Appleby College và Sheridan College là hai trường chính tại đây. Các công ty khởi nghiệp cũng như hoạt động tại Oakville sẽ được thành phố này ưu tiên và tạo nhiều điều kiện thuận lợi về xuất cảng, nhập cảng và nhiều hỗ trợ khác. Giá nhà trung bình tại Oakville như sau: nhà độc lập 2 phòng ngủ là 856.000, độc lập 3 phòng ngủ là 1.1 triệu đồng, townhouse 2 phòng ngủ là 580.000, townhouse 3 phòng ngủ là 883.000, condo 1 phòng ngủ là 412.000, condo 2 phòng ngủ là 631.000, condo 3 phòng ngủ là 829.000. Hiện tại Oakville có khoảng 624 đơn vị nhà đang bán, khoảng 286 căn đã được bán ra và đa số được bán ra trong vòng 30 ngày, với giá bán cuối cùng khoảng 97% giá lên list. Trong tháng 7 năm 2018 có 103 đơn vị được bán ra là nhà độc lập, 41 là townhouse hoặc là semi, 36 là condo. So sánh theo tháng 7 năm ngoái và năm nay, giá nhà độc lập đã tăng 1.25%, semi tăng 3.68%, townhouse tăng 1.53% và condo tăng 4.62%. Cũng nên ghi nhận thêm, trong 50 thành phố đáng sống nhất, có 25 thành phố thuộc tỉnh bang Ontario. Để cập nhật tin tức bất động sản cũng như chi tiết về những dự án sắp xây tại trung tâm thành phố Toronto và vùng phụ cận, quý khách có thể đọc thường xuyên những bài viết của Quang Lâm trên các tờ báo Thời Báo, Thời Mới. Khi quý khách có bất kỳ thắc mắc gì, vui lòng liên lạc trực tiếp với Quang Lâm theo số điện thoại 416-804-5111 hoặc vào trang nhà quanglam.ca để được tư vấn thêm những vấn đề liên quan đến việc mua, bán và cho thuê bất động sản. Cảm ơn quý khách đã theo dõi video Oakville, thành phố không chỉ dành cho giới thượng lưu. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video kỳ sau.